Xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai mùng 5 tháng 4. Ngay sau đây sẽ là các tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Miền Bắc có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, vượt ngưỡng 41 độ. Sạt lở có khả năng tiếp tục ở bờ sông Trà Nóc và kênh Cần Thơ Bé. Tiếp sau Đài Loan, xảy ra động đất ở Trung Quốc đại lục. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình thời tiết tại miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời gian này nắng nóng đặc biệt gay gắt ở nhiều nơi, nền nhiệt cao nhất trong ngày đo được có nơi vượt ngưỡng 41 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-55%. Từ ngày 5 tháng 4, nắng nóng ở khu vực Hòa Bình và Thanh Hóa giảm dần. Lưu ý, nhiệt độ dự báo cho các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Dự báo ngày 4 và ngày 5 tháng 4, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 40-45 độ C. Tại Phú Yên Sơn La 41,6 độ C, Hương Sơn Hà Tĩnh 40,5 độ C, Đông Hà Quảng Trị là 41 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 40-45%. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thành phố Vinh, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ. Thành phố Huế, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thành phố Đà Nẵng, mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 32 đến 36 độ. Mới đây, ông Nguyễn Quý Ninh, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến kiểm tra hiện trường, trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng trong hai vụ sạt lở bờ sông Trà Nóc và kênh Cần Thơ Bé xảy ra vào sáng cùng ngày. Vào lúc 6 giờ 20 phút ngày 3 tháng 4, tuyến sông Trà Nóc đoạn qua khu vực 2, phường Trà An, quận Bình Thủy bị sạt lở một đoạn dài 55m, lấn sâu vào bờ 7m, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 10 căn nhà ven sông, trong đó có 7 căn nhà bị sạt lở một phần nhà sau, có căn sạt đến giữa nhà và 3 căn nhà có nguy cơ sạt lở rất cao cần phải di dời, ước thiệt hại tài sản khoảng 700 triệu đồng. Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, tại kênh Cần Thơ Bé, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt cũng bị sạt lở, làm 3 căn nhà của người dân bị sụp xuống sông và 2 căn nhà có nguy cơ sạt lở rất cao phải di dời. Điểm sạt lở dài 35m, ăn sâu vào bờ 6m, thiệt hại tài sản gần 400 triệu đồng. Ngoài ra, một đoạn dài gần 50m đang xuất hiện nhiều điểm rạn nứt đe dọa sạt lở trong những ngày tới. Các vụ sạt lở không có thiệt hại về người. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Quý Ninh cho biết, tình hình hai điểm sạt lở trên sông Trà Nóc và kênh Cần Thơ Bé vẫn đang có diễn biến phức tạp. Hiện trường xuất hiện một số vết nứt, sạt lở có khả năng vẫn tiếp tục xảy ra, ăn sâu vào bờ tại khu vực trên. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, sau khi sạt lở xảy ra, chính quyền quận Bình Thủy và quận Thốt Nốt đã huy động lực lượng tại chỗ có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sạt lở tháo dỡ, di dời khẩn cấp các vật dụng, đồ dùng đến nơi an toàn, lắp đặt biển, căng dây cảnh báo, thông báo rộng rãi cho người dân quanh khu vực được biết để phối hợp, chủ động phòng chống, tuyên truyền vận động, không để người còn ở lại trong các căn nhà bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Chuyển sang các thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới. Thưa quý vị, tiếp sau Đài Loan, sáng ngày hôm nay mùng 4 tháng 4, một trận động đất mạnh vừa xảy ra làm rung chuyển thành phố Mang Nhai ở phía Tây Bắc Trung Quốc. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CNNC, trận động đất có độ lớn 5,5 độ xảy ra lúc 8 giờ 39 phút ngày 4 tháng 4 giờ địa phương, độ sâu chấn tiêu chỉ 10 km.
Tâm chấn nằm ở thị trấn Hoa Thổ Cầu, cách thành phố Mang Nhai 17 km, cách thành phố Tây Ninh 978 km. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn thông tin từ Ban tuyên giáo Thành ủy thành phố Mang Nhai cho biết động đất được cảm nhận rõ ràng vào thời điểm nêu trên. Hiện chưa nhận được báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại tài sản. Trước mắt, một số phương tiện và nhân sự của phân đội tiền phương Mang Nhai được điều động đến khu vực thảm họa để kiểm tra tình hình. Mang Nhai là một thành phố cấp huyện thuộc Châu Tự trị Dân tộc Mông Cổ và Dân tộc Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải. Theo China News, cũng có báo cáo về rung chấn ở thành phố Đôn Hoàng thuộc tỉnh Cam Túc, trấn Nhược Khương và nhiều nơi khác ở khu tự trị Tân Cương. Hồi tháng 12 năm 2023, từng xảy ra trận động đất 6,2 độ tại khu vực giáp danh giữa hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải của Trung Quốc vào lúc nửa đêm. Tâm chấn sâu 10 km nằm tại huyện tự trị Tích Thạch Sơn thuộc Châu Tự trị Dân tộc Hồi Lâm Hạ của tỉnh Cam Túc. Sau vụ động đất là hàng trăm dư chấn, số người thiệt mạng vì động đất này là 113 người và 536 người bị thương. Đây là trận động đất có số người chết nhiều nhất kể từ khi cơn địa chấn xảy ra ở thành phố Ngọc Thụ thuộc tỉnh Thanh Hải năm 2010. Và ngày hôm qua, ngày 3 tháng 4, trận động đất mạnh gây mất điện nhiều nơi ở thành phố Hoa Liên và Đài Bắc của Đài Loan, Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc cho biết rung chấn từ trận động đất này có thể cảm nhận được ở các thành phố Thượng Hải, Phúc Châu, Hạ Môn, Tuyền Châu, Ninh Đức ở Trung Quốc đại lục. Tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho cả ba miền trong đêm nay và ngày mai. Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, vùng núi có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai mùng 5 tháng 4. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.